Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã sử dụng phần mềm dự toán G8 do công ty Hoàng Hà sản xuất. Hôm nay trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần tính toán cũng như là ghi 7 cái chỉ tiêu về tạm ứng, về thanh toán khi mà chúng ta làm quyết toán công trình. Và trong 7 cái chỉ tiêu này thì tôi sẽ chỉ rõ xem là ghi từng chỉ tiêu một ở trong cái khối lượng của vừa hoàn thành, cái bảng quyết toán khối lượng vừa hoàn thành thế nào, cũng như là việc tính toán và ghi 7 cái chỉ tiêu đó ở bảng khối lượng công việc phát sinh ra làm sao. Đấy. Thì tôi sẽ quay tôi hướng dẫn các bạn dựa trên cái cơ sở là cơ sở pháp lý do Bộ Tài chính ban hành. Thì vào tháng ngày 18 tháng 1 năm 2016 thì Bộ Tài chính đã ban hành cái thông tư số 08 năm 2016 về việc là thanh quyết toán vốn đầu tư cho sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thì thông tư này ban hành là ngày 18 tháng 1 và ngày hiệu lực của nó là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2016. Chúng ta xem là điều số 21 là điều khoản thi hành đấy, thì chúng ta thấy rõ là hiệu lực thi hành là ngày từ mùng 5 tháng 3 năm 2016. Trong thông tư số 08 này thì Bộ Tài chính hướng dẫn rõ cái việc mà thanh quyết toán công trình bởi hai bảng phụ lục là 03A và 04 như sau. Bảng phụ lục số 03A thì ở đây là Bộ Tài chính hướng dẫn rõ về việc là quyết toán khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng và đề nghị thanh toán của cái kỳ mà chúng ta thanh toán. Thì chúng tôi đã có một cái video hướng dẫn chi tiết từ năm 2016 về cách tính toán cái bảng mà quyết toán khối lượng của việc hoàn thành này rồi. Trong video này chúng tôi chỉ tập trung vào cái việc mà giải thích thêm cái cách tính toán 7 cái chỉ tiêu ở phía dưới của cái bảng này. Ví dụ như là giá trị hợp đồng thì chúng ta lấy số liệu nào chúng ta điền vào. Ví dụ như là thanh toán để thu hồi tạm ứng chúng ta lấy cái gì chúng ta điền vào. Hoặc là ví dụ như 7 chẳng hạn, mục 7 chẳng hạn là lũy kế giá trị thanh toán bao gồm có là giá trị tạm ứng và giá trị thanh toán như thế nào, thì chúng tôi sẽ làm rõ ở trong video này. Tương tự như vậy, ở bảng phụ lục số 04 là phụ lục về quyết toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. Đấy, thì Bộ Tài chính cũng có cái bảng tính là quyết toán khối lượng công việc phát sinh, thì chúng tôi cũng đã có một cái video ở trong năm 2016 về hướng dẫn chi tiết cái bảng tính này rồi. Chúng ta có thể lên YouTube chúng ta search hoặc là chúng ta chạy phần mềm G8, sau đó chúng ta vào menu trợ giúp rồi là vào tiếp menu con của nó là hướng dẫn sử dụng qua video, sau đó thì các bạn xem ở trên trang web đấy nó sẽ có phần hướng dẫn về quyết toán công trình. Ở trong video này chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn là cách tính toán và cách ghi 7 cái chỉ tiêu ở phía dưới bảng quyết toán khối lượng công việc phát sinh. Đấy. Thế thì cơ sở pháp lý để chúng ta tính toán và chúng ta ghi 7 cái chỉ tiêu này như sau là Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn chi tiết ở cái bảng là hướng dẫn cách ghi phụ lục số 03A và phụ lục số 04. Đấy, thì đây là Bộ Tài chính đã giải thích rõ, ví dụ như một nhỏ chỉ tiêu một là giá trị hợp đồng nó là cái gì thì Bộ Tài chính đã giải thích rõ ở đây, hay là hai nhỏ là giá trị tạm ứng theo hợp đồng là cái gì, Bộ Tài chính cũng giải thích rõ ở đây. Đấy, 3 là gì, 4 là gì, mục số 5, 6 là gì và mục số 7 là gì, thì chúng ta sẽ xem thêm chi tiết đây. Đặc biệt là mục số 7 thì nó hơi phức tạp, thì Bộ Tài chính cũng giải thích rất rõ và có công thức là tính bằng cái gì cộng với cái gì trừ cái gì ở đây rồi. Thanh toán cũng vậy, là có công thức để tính là lấy dòng số 3 cộng với dòng số 5 rồi vân vân rồi. Đấy, thì chúng ta tính. Thì nói tóm lại là cái việc ghi 7 chỉ tiêu đó là chúng ta căn cứ dựa trên cái hướng dẫn cách ghi ở trong thông tư số 08 năm 2016 của Bộ Tài chính. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ chi tiết cách ghi, cách tính toán và cách ghi bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm dự toán G8 để chúng ta minh họa. Giả thiết rằng là tôi đã có một cái công trình mà trước đây chúng ta đã đấu thầu xong rồi, là một cái trụ sở. Đây là các cái đầu việc mà chúng ta đã đem đi đấu thầu. Đấy. Thế bây giờ chúng ta làm quyết toán thì các bạn sẽ bấm sang vào cái menu quyết toán ở đây, hoặc là chúng ta tìm cái sheet quyết toán ở phía dưới này. Đây, sheet quyết toán ở phía dưới này thì chúng tôi bấm vào thì cũng thế thôi.
Tuy nhiên thì nếu mà để có quá nhiều sheet như này thì có thể dẫn tới các bạn sẽ bị rối mắt. Thì các bạn sẽ vào menu hiển thị, hiện ảnh bảng. Ví dụ hiện nay là sheet công trình đang hiển thị và sheet giá tháng đang hiển thị, tôi không thích, tôi bỏ đi chẳng hạn, thì nó sẽ mất dần đi. Ok. Đấy. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta làm quyết toán thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút quyết toán ở đây cho nó nhanh. Chúng ta đỡ phải mất công tích tích chọn nhiều. Thì nó sẽ hiện ra những cái sheet liên quan đến quyết toán như là quyết toán này, giá tháng quyết toán này, rồi nhân công quyết toán, rồi máy quyết toán, hay là khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh, hay là chiết tính quyết toán chẳng hạn, vân vân. Đấy. Thì tuy nhiên ở đây thì nó vẫn hiển thị cái phần chiết tính và dự thầu là trước đây chúng ta đấu thầu, bởi vì các cái bảng quyết toán khối lượng hoàn thành phát sinh ấy, nó vẫn phải tham chiếu đến cái giá mà trước đây chúng ta đấu thầu. Tuy nhiên nếu chúng ta không muốn nhìn nó thì chúng ta có thể bỏ tích đi, chúng ta đóng lại. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta bấm vào cái sheet quyết toán ở đây, thì chúng tôi đã có một cái video hướng dẫn trước đây để nhập các cái giai đoạn này, cũng như là nhập các cái khối lượng mà chúng ta đã thi công vào đây. Thì một giai đoạn bắt đầu bằng mã HM và tên của giai đoạn đấy là chúng ta điền cái tên giai đoạn đấy, ví dụ như giai đoạn 1 là từ thời điểm nào đến thời điểm nào và thi công phần nào. Tôi lấy ví dụ giai đoạn 1 chúng ta thi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 25 tháng 5 năm 2017, và phần thân chẳng hạn thì chúng ta ghi giai đoạn 1 gạch ngang phần thân đây chẳng hạn. Tương tự như vậy, giai đoạn 2 chúng ta thi công thời điểm nào chúng ta điền vào, và chúng ta ghi ví dụ giai đoạn 2 gạch ngang là phần hoàn thiện chẳng hạn, chúng ta ghi vào. Đấy. Thế thì ở đây để cho thống nhất và để dễ nhớ, vì đây là một video hướng dẫn sử dụng, cho nên là tôi sẽ đặt tên cho nó ngắn gọn là giai đoạn 1. Đấy, và phía dưới này tôi đặt là giai đoạn 2. Chúng ta thống nhất cái tên ngắn gọn như vậy để chúng ta dễ nhớ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ quay sự việc vào cái chủ đề chính là chúng ta tính toán và điền 7 cái chỉ tiêu đó ở cái bảng khối lượng hoàn thành ở phía dưới này như thế nào, cũng như là điền 7 cái chỉ tiêu đó ở bảng khối lượng quyết toán khối lượng công việc phát sinh. Đấy, phía dưới này làm sao. Đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên, nếu mà chúng ta chưa nhập một tí gì thanh toán, hay là chưa nhập tí gì về tạm ứng hay là chuyển tạm ứng, thì G8 hiểu rằng là chúng ta thi công được cái đoạn đấy, chúng ta thi công được bao nhiêu tiền, bao nhiêu khối lượng và tương ứng nó là bao nhiêu tiền đấy, thì chúng ta được thanh toán hết bấy nhiêu. Tôi lấy ví dụ ở giai đoạn số 1 này thì cái cột là thực hiện kỳ này. Đấy, thực hiện kỳ này là 1 tỷ 764 triệu 098 nghìn. Thì ấy, ở đây thì cái chỉ tiêu số 6 là giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, trong đó có cái mục nhỏ của nó là thanh toán khối lượng hoàn thành, thì nó đúng bằng là 1 tỷ 764 triệu 098 nghìn ở đây. Đấy. Và chúng ta không có cái mục nào là các chỉ tiêu như là tạm ứng là chúng ta không có, hay là thanh toán để thu hồi tạm ứng, tức là chuyển từ 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 tạm ứng sang thanh toán sẽ là không có, tức là nó sẽ để là không đồng. Đấy. Tức là mặc định là như vậy, có nghĩa là thi công hết giai đoạn nào thì là chúng ta được thanh toán hết như vậy, thì G8 sẽ đưa các cái giá trị thanh toán, giá trị đã thực hiện được vào giá trị thanh toán luôn. Đấy là mặc định. Tuy nhiên cái trường hợp mặc định này nó sẽ có thể là không xảy ra, vì lý do là trong quá trình thi công thực tế là chúng ta phải tạm ứng rồi chúng ta phải thanh toán, thì chưa chắc cái giá trị thanh toán và tạm ứng đó nó đã bằng với cả cái giá trị mà chúng ta đã thi công xong cho cái đoạn đấy hay cho cái công trình đó. Vậy thì chúng ta phải là nhập cái tạm ứng thực tế của chúng ta, cũng như là nhập cái thanh toán thực tế của chúng ta, bằng cách là chúng ta bấm vào cái mục nhập thanh toán tạm ứng, nhập thanh toán ở phía dưới, ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đấy. Thế tôi lấy ví dụ, tôi nhập luôn để chúng ta theo dõi. Cột chúng tôi cũng giải thích các cái phần, các cái cột cột ngày là gì, cột giai đoạn là gì, cột thanh toán là gì, chúng ta xem thêm. Ở đây tôi hướng dẫn luôn là ngày, tức là cái ngày mà chúng ta mà phát sinh cái việc thanh toán, cái việc tạm ứng hoặc là cái chuyện việc chuyển tạm ứng đó. Đấy, thì chúng ta điền ngày. Tôi lấy ví dụ ngày đầu tiên của tôi là ngày 1 tháng 1 năm 2017, thì tôi được ở giai đoạn 1. Đấy, thì giai đoạn này thì tôi được tạm ứng là đi 500 triệu.
tôi điền 500 triệu ở đây. 5 triệu ở đây. Đấy. Tiếp theo là ngày 15 tháng 1 năm 2017. 15 tháng 1 năm 2017 cũng là giai đoạn 1. Đấy. Tôi được thanh toán. Tôi được thanh toán là 600 triệu nữa. 600 triệu nữa. Thì chúng ta nhập vào cái cột thanh toán này này và chúng ta nhập cái giá trị là 600 triệu ở đây. Đấy. Tiếp theo sang đến ngày 20 tháng 2 chẳng hạn. Năm 2017 thì sang giai đoạn 2. Đấy. Thì chủ đầu tư họ mới chuyển từ cái tạm ứng 500 triệu này. Thông thường là người ta sẽ chuyển hết cả 500 triệu xuống dưới sang cái phần chuyển tạm ứng ở đây. Nhưng mà đây là video hướng dẫn cho nên tôi tạm thời là tôi để một cái con số nó nhỏ hơn để là một cái ví dụ tổng quát thôi. Chứ còn nếu nó là 500 triệu thì chúng ta sẽ điền 500 triệu ở đây. Trong ví dụ này tôi điền là 300 triệu thôi. Đấy, tôi điền 300 triệu. Nếu mà là 500 triệu thì các bạn sẽ điền lại cho tôi 500 triệu ở đây nhé. Bởi vì thông thường là tạm ứng bao nhiêu thì người ta sẽ đưa vào cái chuyển tạm ứng, tức là chuyển từ tạm ứng sang thanh toán là bằng cái số đã tạm ứng, chứ không hiếm khi mà người ta chuyển cái số nhỏ hơn này. Nhưng tôi cứ ví dụ như vậy để lát nữa chúng ta sẽ tính toán, chúng ta hiểu rõ vấn đề. Đấy. Và chuyển tạm ứng là 300 triệu, thế còn thì họ thanh toán cho chúng ta thêm là 40 triệu. Đó. Lưu ý cái số 40 triệu này mới là giá trị tiền thực mà cái đơn vị thi công đó họ nhận được. Chứ còn thì cái chuyển tạm ứng này chỉ là chuyển trên mặt hồ sơ chứng mà về mặt chứng từ thôi. Chứ chúng ta không được cái đồng nào cả. Bởi vì thực chất là chúng ta đã được nhận cái số tiền ở đây mà chúng ta đã nhận từ giai đoạn 1 rồi. Đó. Tiếp theo tôi giả thiết rằng là trong cái giai đoạn 2 đó ấy, là nó có phát sinh điều việc. Cho nên là chúng ta phải và cái phát sinh đó chúng ta sẽ thể hiện ở cái bảng là khối lượng phát sinh. Và chủ đầu tư đến ngày 25 tháng 02 năm 2017 giai đoạn 2 thì chủ đầu tư thanh toán cho chúng ta là 20 triệu. 20 triệu. Nhưng mà 20 triệu này nó là thanh toán cho cái phần mà khối lượng công việc phát sinh. Cho nên là cột cuối cùng ở đây chúng ta thấy là có cột phát sinh thì chúng ta sẽ tích chọn vào đây là phát sinh. Khi tích như này thì chúng ta đang nói với G8 rằng là cái 20 triệu thanh toán này này, 20 triệu này này là chúng ta tính cho cái bảng khối lượng phát sinh. Thế còn nếu chúng ta không tích gì vào đây thì bằng này cái dòng ba dòng đầu, dụ 600 triệu, 40 triệu, 500 triệu, 300 triệu đây ấy, thì chúng ta hiểu rằng là nó được tính cho cái bảng là quyết toán khối lượng hoàn thành ở đây. Đấy. Thế bây giờ chúng ta chốt lại như thế này, chúng ta tạm thời như này. Và tương tự như vậy các bạn có thể là nhập tiếp cái số tiền mà các bạn đã tạm ứng, đã thanh toán hoặc là chuyển từ tạm ứng sang thanh toán ở các dòng phía dưới này. Đấy. Dòng nào các bạn nhập sai, nhập thừa chúng ta có thể bôi đen như thế này. Sau đó chúng ta bấm phím delete ở trên bàn phím để chúng ta xóa đi. Đó. Và nếu giả thiết rằng là nếu như trường hợp mà bộ phận tài chính kế toán của chúng ta đưa chúng ta một tập chứng từ nó lộn xộn, nó không đúng theo cái trình tự giai đoạn 1 xong đến giai đoạn 2, rồi từ ngày mùng 1 xong đến ngày 15, từ tháng 1 xong đến sang tháng 2 chẳng hạn, thì các bạn cứ nhập theo cái trình tự mà họ đã đưa cho chúng ta một cái tập chứng từ ấy, mà nó không cần phải đúng theo trình tự tăng dần theo giai đoạn hay là theo ngày tháng, chúng ta cứ nhập lộn xộn cũng không sao cả. Ví dụ như là chúng ta nhập tháng 1 xong chúng ta nhập sang tháng 7 xong chúng ta quay về tháng 2 chúng ta nhập. Đấy, nhập lung tung như vậy cũng không sao cả, thì tự phần mềm nó sắp xếp cho các bạn. Đấy, cho nên là chúng ta không cần quan trọng lắm cái việc là phải sắp xếp cái chứng từ ở trên tay chúng ta theo cái trình tự tăng dần hay giảm dần. Chúng ta cứ nhập, họ đưa chúng ta thế nào chúng ta nhập làm sao ấy, cái số tiền đấy nó phải đúng, cái giai đoạn đấy nó phải đúng, và cái mục phát sinh hay là nó không phát sinh đấy nó phải đúng là được. Ok. Đấy, và tôi giả thiết rằng là như này đã xong. Các bạn có tiếp, các bạn nhập tiếp phía dưới và sau đó chúng ta bấm nút chấp nhận. Thì sau khi bấm chấp nhận xong thì G8 sẽ tính toán lại và ghi lại 7 cái chỉ tiêu này cho bạn ở cả cái bảng khối lượng hoàn thành cũng như là cái bảng khối lượng phát sinh. Thì các cái chỉ tiêu ở hai bảng này thì về cơ bản nó giống nhau, cho nên là tôi chỉ tập trung vào hướng dẫn là cái bảng khối lượng hoàn thành thì tương tự cho bảng khối lượng phát sinh. Chỉ tiêu số 1
là chỉ tiêu về giá trị hợp đồng. Giá trị hợp đồng thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ lấy ở cái cột mà thành tiền, cột M là thành tiền theo hợp đồng trước đây, tức là khi mà chúng ta đấu thầu đấy, cái giá trị xây lắp chúng ta đấu thầu gọi là bao nhiêu thì chúng ta phải điền vào cái chỉ tiêu số 1 là bấy nhiêu. Ở cái giai đoạn 1 là chúng ta thi công được ấy, với cái đầu việc này thì là chúng ta thi công được tổng cộng giá trị nó là 1 tỷ 774 triệu 843 nghìn ở đây. Thì cái con số 1 tỷ 774 triệu 843 nghìn nó sẽ điền ở chỉ tiêu số 1 của chúng ta. Đấy. Tiếp theo là giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi cuối kỳ trước thì đương nhiên nó bằng 0 bởi vì đây đang là kỳ 1. Chỉ tiêu số 3 là số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành cuối kỳ trước thì cũng chưa có bởi vì đây đang là kỳ đầu tiên. Thì hai cái chỉ tiêu này là kỳ đầu tiên là không có. Đương nhiên rồi bởi vì trước của kỳ 1 thì chẳng có kỳ nào cả. Chỉ tiêu số 4 là chỉ tiêu về lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này. Đấy. Chúng ta nhớ rằng đây là giá trị thực hiện thôi nhé, chứ không phải giá trị thanh toán. Cho nên là chỉ tiêu số 4 này chúng ta sẽ lấy ở cột này. Đây. Cột thành tiền lũy kế đến hết kỳ này. Hết kỳ này. Thì cái con chỉ tiêu mà chúng ta điền ở chỉ tiêu số 4 sẽ chính là cái con số này. Đây. 1 tỷ 764 triệu 098 thì chúng ta sẽ lấy ở cái chỉ tiêu này, lấy ở 1 tỷ 764. Vì đây là kỳ đầu cho nên là hai cái số liệu này nó bằng nhau. Đấy, bởi vì là kỳ đầu tiên mà. Đó. Tiếp theo thì chỉ tiêu số 5 là thanh toán để thu hồi tạm ứng. Thì cái khi mà chúng ta nhập ở đây là chúng ta chưa có. Đấy, chúng ta chưa giai đoạn 1 là chúng ta có hai dòng này là chưa có chuyển tạm ứng gì cả. Đấy, cho nên là ở cái chỉ tiêu số 5 này chúng ta là không đồng. Tiếp theo chỉ tiêu số 6 là giá trị đề nghị thanh toán kỳ này. Thì chúng ta phải phân biệt rạch ròi ra là thanh toán nó gồm có hai phần là thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là thanh toán tạm ứng là 500 triệu vì lý do là cái ngày mùng 1 tháng 1 này chúng ta khai báo là tạm ứng ở đây là 500 triệu. Đấy, chúng ta khai báo đến 500 triệu thì phần mềm nó sẽ tính đây chúng ta 500 triệu ở đây. Tiếp theo chỉ tiêu cái mục nhỏ ở trong mục chỉ tiêu số 6 là thanh toán khối lượng hoàn thành thì là 600 triệu vì lý do là chúng ta đã nhập ngày 15 tháng 1 năm 2017 ở giai đoạn 1 ấy là chúng ta đã nhập là chủ đầu tư đã thanh toán cho chủ đầu tư sẽ thanh chủ đầu tư thanh toán cho chúng ta đề nghị thanh toán là 600 triệu ở đây. Chúng nhập vào đây. Đấy. Thanh toán khối lượng hoàn thành là 6 triệu ở đây. Đấy. Và tổng cộng 500 triệu với 600 triệu thì nó là 1 tỷ mốt thì nó sẽ cộng 500 với 600 và chúng nó điền ở mục chỉ tiêu số 6 là giá trị đề nghị thanh toán bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành đấy là 500 cộng 600 là 1 tỷ mốt ở đây. Đấy. Tiếp theo thì đến chỉ tiêu số 7 là lũy kế giá trị thanh toán thì đương nhiên là đây là kỳ đầu tiên cho nên là chỉ tiêu số 7 này nó sẽ bằng đúng cái chỉ tiêu số 6. Để biết rõ hơn về các cái chỉ tiêu về tạm ứng cũng như là thanh toán để thu hồi tạm ứng cũng như chỉ tiêu số 7 thì chúng ta sẽ phải chuyển đến cái đoạn số 2 ở phía dưới này. Đây chúng ta đang chuyển đoạn 2. Nếu có nhiều đoạn các bạn có thể bấm vào đây để chúng ta chuyển cho nhanh nhé. Đoạn 1 chúng ta bấm vào đây này. Đoạn 2 chúng ta bấm vào đây cho nó chuyển cho nhanh. Thế thì bây giờ chúng ta xem đoạn 2 thì tôi vẫn lại phân tích từ đầu để chúng ta nắm được là giá trị hợp đồng thì đương nhiên nó lấy là 314 triệu 215 nghìn đây. Vì lý do là đây là thành tiền theo hợp đồng trước đây chúng ta đấu thầu. Đấy, và với tương ứng với giai đoạn này chúng ta thi công được 11 cái đầu việc này thì là giá trị chúng ta thi công tương ứng với giá trị đấu thầu ấy, nó là 314 triệu thì nó thể hiện ở đây. 314 triệu ở đây. Đấy. Tiếp theo. Mục 2 nhỏ là giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước. Đấy. Thì chính là cái phần tạm ứng của các kỳ trước thì ở đây kỳ số 2 chúng ta hiểu rằng là các kỳ trước là kỳ số 1 cộng lại thôi. Thì trước đây là chúng ta đã nhập cho cái thanh toán đây là gì? Là chúng ta đã nhập cái phần là đoạn 1 chúng ta đã tạm ứng 500 triệu thì có phải là chỗ này là tạm ứng cái phần tạm ứng đến cuối kỳ trước là 500 triệu đây thì nó điền chỉ tiêu số 2 đây. Đấy. Chỉ tiêu số 3 là số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành cuối kỳ trước thì vì đoạn 1 của chúng ta nhập là gì? Là 600 triệu.
Cho nên là cuối kỳ trước của giai đoạn 2 chính là giai đoạn 1 thì nó đã đưa 5-600 triệu ở đây. Tất nhiên nếu mà là chúng ta đang làm giai đoạn số 7 chẳng hạn thì cuối kỳ trước nó hiểu rằng nó sẽ cộng tất cả kỳ 1 đến kỳ 6 cộng lại để nó đưa vào chỉ tiêu số 3 này cho chúng ta. Đấy. Tiếp theo là chỉ tiêu về số 4 là lũy kế giá trị thực hiện đến cuối kỳ này. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này. Tức là ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái chỉ tiêu này ấy, là chỉ tiêu để mà tính tổng cộng cái giá trị khối lượng công trình ấy, khối lượng hạng mục công trình ấy mà chúng ta đã thi công được chứ chưa thanh toán gì cả. Đến cuối kỳ số 2 này thì với chỉ tiêu này chúng ta sẽ phải cộng dồn ở cái cột là ở cột này, lũy kế đến hết kỳ này chúng ta sẽ cộng con số này 1.764.000.000. Tôi bấm máy tính bấm tay để chúng ta kiểm nghiệm lại. 1.764.098.158 đồng. 1.764.098.158 chúng ta cộng với cả cái phần mà thực hiện kỳ này là chúng ta cộng với cả là 291.000.000 ở đây. Chúng ta cộng ở đây. Cộng là 291.916.015 đồng. 291.916.015 đúng rồi, chúng ta cộng bằng. Thì cái chỉ tiêu này đây chúng ta so sánh là 2.056.014.000 thì đây cũng thế, 2.056.014.000 và đuôi của nó là 173 đồng thì đây cũng 173 đồng đây. Đấy, thì như vậy là cái cột này là chúng ta phải cộng tất cả các cái khối lượng đã thực hiện của tất cả các cái giai đoạn cộng lại với nhau. Đấy, ví dụ giai đoạn 2 là chúng ta cộng giai đoạn 1 cộng giai đoạn 2. Giai đoạn số 8 là chúng ta phải cộng từ giai đoạn 1 đến giai đoạn số 8 cộng lại. Đấy, đây là chỉ tiêu số 4. Chỉ tiêu số 5 là thanh toán để thu hồi tạm ứng. Đấy, chỉ tiêu này thì chúng ta sẽ phải ghi như sau. Chúng ta ghi đang là 300 triệu. Tại sao 300 triệu? Lý do thế này. Là ở giai đoạn 1 thì chủ đầu tư thanh toán tạm ứng cho chúng ta là 500 triệu. Sau đó đến ngày 20 tháng 2 năm 2017 ở giai đoạn 2 đấy thì chủ đầu tư mới nói rằng là tôi chuyển cái tạm ứng 500 triệu trước đây cho anh sang thanh toán là 300 triệu. Tất nhiên là tôi đã nói trước rồi là thông thường con số này là 500 triệu. Nhưng ở đây để cho nó tổng thể thì tôi điền một con số nó khác đi để chúng ta còn tính toán. Có thế mà thôi, chứ còn nếu mà chúng ta điền 500 triệu thì cũng không sao cả. Miễn là chúng ta đừng có điền 700 triệu, 800 triệu đây thì nó vô lý quá. Thì nó sẽ ra con số âm thì nó không đúng. Thì chúng ta phải điền là cái con số ở đây nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái con số mà đã tạm ứng của các đoạn trước cộng lại. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ 300 triệu đây. Thì trước đây chúng ta tạm ứng 300 triệu, bây giờ chủ đầu tư nói là xin lỗi. Là trước đây chúng ta tạm ứng là 500 triệu, bây giờ chủ đầu tư nói là chuyển từ cái tạm ứng này sang thanh toán cho anh là 300 triệu. Thì như vậy là cái chỉ tiêu số 5 này. Đấy, thanh toán để thu hồi tạm ứng là 300 triệu điền vào đây. Đấy. Tiếp theo là giá trị đề nghị thanh toán kỳ này là 40 triệu. Vì lý do sao? Vì lý do là trong đoạn 2 ấy là tạm ứng nó không có gì cả, đoạn 2 cột tạm ứng không có gì cả. Mà nó chỉ có một là cột thanh toán là 40 triệu và một cột thanh toán là 20 triệu nữa thì đáng ra nó phải là 60 triệu. Tuy nhiên không phải như vậy vì lý do là cái 20 triệu này là thanh toán cho khối lượng phát sinh chứ không phải là cho khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng. Cho nên là nó chỉ được tính là 40 triệu mà thôi, cho nên là ở cái chỉ tiêu số 6 này thanh toán khối lượng hoàn thành nó chỉ ghi là 40 triệu mà thôi chứ không phải là 60 triệu. Đấy. Tiếp theo, cái chỉ tiêu số 7 là chỉ tiêu lũy kế giá trị thanh toán. Thế thì cái này nó phải thể hiện được hai chỉ tiêu, hai cái mục nhỏ để diễn giải ra là tạm ứng bao nhiêu và thanh toán khối lượng thành bao nhiêu. Thì tại sao tạm ứng lại còn có 200 triệu? Vì lý do thế này. Là giai đoạn 1 chúng ta tạm ứng là 500. Giai đoạn 2 chúng ta chuyển 300 triệu trong số 500 triệu này để sang thanh toán.
Đấy, có nghĩa là chúng ta vẫn tạm ứng là bao nhiêu? 500 mà trừ đi 300 thì còn là 200 triệu. Đó. Cho nên lúc nãy tôi mới điền cái số này là 300 triệu để chúng ta có cái tổng quát, tổng quan để chúng ta trừ thì chúng ta mới biết được con số này. Chứ nếu mà tôi để là 500 triệu thì con số này sẽ bằng 0 đồng mất, thì nó các bạn sẽ khó hình dung ra. Đấy. Còn trong thực tế nếu bạn điền đây là 500 triệu thì tất nhiên đây sẽ là bằng 0 đồng. Tiếp theo là thanh toán khối lượng hoàn thành. Đấy, vì đây là lũy kế cho nên là nó phải cộng các đoạn trước cộng lại. Đấy, thì tôi lấy ví dụ là đoạn 1 là thanh toán được 600 triệu. Đoạn 2 là được 40 triệu nữa thì là 640 triệu. Đấy. Nhưng mà nó lại chuyển từ cái tạm ứng sang thanh toán 300 triệu nữa. Có nghĩa là coi như là thanh toán thêm 300 triệu nữa thì có nghĩa là được từ 600 cộng với 40 là 640 cộng với 300 nữa là 940 triệu, thì phần mềm mới thể hiện là gì ạ? Thanh toán khối lượng hoàn thành là 940 triệu ở đây. Đấy. Đấy. Như vậy là thông qua hai giai đoạn hay là ba bốn giai đoạn 10 giai đoạn thì cách tính nó cũng giống như là tôi vừa thể hiện ở cái đoạn 2 ở đây. Bảy chỉ tiêu nó tính toán như vậy, và các bạn sẽ kiểm tra lại tất cả những thứ này theo cái bảng hướng dẫn đấy, ở trong thông tư 08 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành. Tôi hướng dẫn thêm một chút nữa về cái bảng khối lượng phát sinh, mặc dù bảy cái chỉ tiêu này nó giống nhau nhưng mà tôi vẫn minh họa một chút để chúng ta xem. Chúng ta xem. Thì tôi chuyển sang đoạn 2. Đoạn 2 thì các cái chỉ tiêu nó cũng tương tự như vậy. Đấy, thế nhưng mà tôi vẫn đưa thêm cái chỉ tiêu số 7 để chúng ta theo dõi. Có 20 triệu này, đây. Đoạn số 2 nó mới phát sinh là chúng ta nhập vào ấy là tại đoạn 2 vào ngày 25 tháng 2 năm 2017, thì chủ đầu tư thanh toán với chúng ta là 20 triệu và thanh toán là thanh toán cho khối lượng phát sinh, thì chúng ta tích đã tích vào đây là tích vào cái cột là phát sinh, và chúng ta đã tích phát sinh ở đây, thì phần mềm G8 hiểu rằng là cái 20 triệu này này đấy, là nó cộng vào cái phần mà giá trị đề nghị thanh toán cái này 20 triệu này. Đấy, nó đưa vào đây. Và tất nhiên là từ đầu đến giờ chỉ có 20 triệu của phát sinh, cho nên là lũy kế nó cũng chỉ là 20 triệu mà thôi. Đấy, như vậy là giá cái chỉ tiêu số 6 và chỉ tiêu số 7 nó bằng nhau. Đấy. Như vậy chốt lại thì cái việc nó là phát sinh hay là không phát sinh, tức là khối lượng hoàn thành đấy ạ, nó chỉ được thể hiện thông qua việc là các bạn tích vào đây hay là không tích vào đây. Ví dụ như là không tích thì chúng ta hiểu rằng là ba cái dòng này là chúng ta thanh toán, chúng ta tạm ứng, chúng ta chuyển tạm ứng cho khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng. Còn trường hợp ngược lại là chúng ta tích vào đây thì chúng ta hiểu rằng cái tiền thanh toán hoặc là tiền tạm ứng nếu có, nếu hoặc là chuyển tạm ứng nếu có là cho cái khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. Đấy, và nó sẽ thể hiện ở cái bảng khối lượng phát sinh ở sheet khối lượng phát sinh bảy chỉ tiêu như sau ở đây. Và cái bảng của nó thể hiện là bảng khối lượng cũng phải phát sinh ở đây. Đấy. Như vậy là tổng kết lại thì là bằng cái video này tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái việc là thể hiện tính toán cũng như là ghi 7 cái chỉ tiêu ở phía dưới trong cái bảng quyết toán khối lượng hoàn thành cũng như là quyết toán khối lượng công việc phát sinh. Và tất cả cái hướng dẫn đó đều là được thực hiện thông qua là cái luật mới nhất tính đến thời điểm là tháng 1 năm 2017 đấy. Thì cái luật mới nhất để mà tính quyết toán là thông tư số 08 năm 2016 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên nếu sau này như Bộ Tài chính ra một thông tư mới, ví dụ năm 2017, 2018 vân vân có thông tư mới, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phần mềm cũng như sẽ điều chỉnh lại các cái phần mà Bộ Tài chính hướng dẫn các cái chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đó nếu như có sự thay đổi thì chúng tôi sẽ làm những cái video mới. Còn nếu như mà trong cái thông tư hướng dẫn trong tương lai một vài ba năm nữa, nếu như Bộ Tài chính không thay đổi gì về các cái chỉ tiêu này, ví dụ số lượng chỉ tiêu, tên chỉ tiêu, rồi cách tính các chỉ tiêu, cách ghi các chỉ tiêu, thì chúng tôi sẽ không làm lại cái video này nữa, và coi như là chúng ta sẽ xem cái video cũ này tương ứng với cả cái luật mới. Đấy, và tôi xin phép kết thúc cái video hướng dẫn về thanh thanh toán tạm ứng khi làm quyết toán công trình ở đây. Và một lần nữa tôi xin thay mặt công ty cổ phần công nghệ Hoàng Hà
chân thành cảm ơn từ đáy lòng của chúng tôi tới tất cả những cái khách hàng đã và đang sử dụng phần mềm dự toán G8, và cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe cái video hướng dẫn sử dụng này. Vâng, tôi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tới đây. Vâng, xin chào các bạn.